Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn trả lời một cái câu hỏi liên quan đến việc thừa kế các bạn nhé. Có một cái câu hỏi mà nó cũng rất là hay mà tôi muốn đưa vào chương trình Dân ta phải biết luật ta. Đó là câu hỏi như thế này các bạn ạ. Cho em hỏi, cha mẹ chồng em chết, không để lại di chúc. Gia đình có 6 anh chị em, nhưng chết một người, còn lại đồng ý ký tên chuyển quyền sử dụng đất cho chồng em, đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 14 năm. Nhưng nay chồng em chết không để lại di chúc, các anh chị em đòi chia đất. Xin hỏi có được hay không? Và mẹ con em có được hưởng thừa kế hay không? Thưa quý vị và các bạn, bạn này một cái câu hỏi rất là hay. Nó vào gồm hai cái giai đoạn các bạn ạ. Nó gồm có hai giai đoạn. Thứ nhất là tôi sẽ tóm tắt lại cái câu hỏi của vị khách hàng này, và sau đó thì tôi sẽ đưa ra ý kiến pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, gia đình này có ba chết, mẹ chết, thì các anh chị em 6 người thỏa thuận cho một người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái việc thỏa thuận đó là ý chí của người này. Ý chí của 5 người còn lại đồng ý cho dạo ăn nhậu chịu chẳng hạn, hay đồng ý cho anh con trai trưởng là chồng của chị này. Thì cái việc cấp giấy tờ này dựa trên cái sự khai nhận di sản thừa kế của chồng của chị này, tức là khai nhận di sản thừa kế là tài sản của bố mẹ chồng, khai nhận ra trong đó ý chí của 6 người con hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, các anh chị em này đồng ý để cho người thứ 6 đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặt giả thuyết cái quy trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy trình khai nhận di sản thừa kế là hợp pháp, là đúng về mặt hình thức, đúng về mặt nội dung, thì chị này sẽ toàn quyền định đoạt ha. Người thứ 6, chồng của chị này được toàn quyền định đoạt tới cái di sản thừa kế của ông ba má chồng để lại. Vấn đề phát sinh là sau khi anh chồng và chị quản lý sử dụng 14 năm thì phát sinh là chồng chị chết. Thì hồi nãy lý do tại sao luật sư phải đưa ra cái giả thuyết rằng cái quy trình khai nhận di sản thừa kế của các anh chị em ruột của vợ chồng cho chồng là đúng. Thì như vậy, trong trường hợp tôi đặt giả thiết trước đây năm 2000, các bạn ạ, trước đây năm 2000 thì các anh chị em thỏa thuận chia cho chồng chị toàn quyền nhường, từ chối nhận di sản thừa kế hoặc nhận và tặng cho lại cho chồng chị toàn bộ. Như vậy cái quy trình nó đúng. Thì đến năm 2014, tức là 14 năm sau khi chồng chị mất, thì tại thời điểm chồng chị mất, chị nhớ kỹ nhé, tại thời điểm chồng chị mất thì hàng thừa kế thứ nhất chỉ bao gồm ba mẹ ruột của chồng chị là ông bà nội, thì ông bà nội đã chết rồi. Thứ hai là vợ, là chị và các con của chị. Tôi phải đặt giả thuyết là cái trình tự khai nhận di sản thừa kế từ năm 2000 nó đúng đã. Nếu nó sai thì ra một cái bài toán khác rồi nha. Đúng thì năm 2014 các anh chị em của chồng chị không có quyền đòi lại di sản này. Vì năm 2014, cái năm mà anh chồng chị chết, thì phát sinh di sản thừa kế tại thời điểm này. Di sản thừa kế tại thời điểm này chỉ có hàng thừa kế thứ nhất là vợ và các con nếu có. Vậy trong trường hợp này chị được là hàng thừa kế thứ nhất, thì hàng thừa kế thứ nhất được hưởng toàn bộ cái di sản. Chỉ khi hàng thừa kế thứ nhất
không còn thì mới có hàng thừa kế thứ hai. Và các anh chị em ruột của hàng thừa kế của chồng chị á, trong trường hợp này gọi là hàng thừa kế thứ hai. Hy vọng rằng một cái tư vấn nó mang một cái tính chuyên nghiệp, giúp cho chị có được những cái kiến thức pháp luật. Chị bảo rằng là các anh chị em có thể chia được hay không? Thì luật sư trả lời rằng các anh chị em có thể chia được nếu quy trình khai nhận di sản thừa kế là không đúng. Năm 2000 là không đúng. Còn chị có được hưởng phần di sản thừa kế của chồng hay không? Thì xin thưa là có. Nếu trong trường hợp toàn bộ cái quy trình khai nhận di sản thừa kế 14 năm trước là ổn, thì chị và các con chị được trọn quyền hưởng toàn bộ di sản thừa kế này. Còn nếu như trong trường hợp cái quy trình khai nhận di sản thừa kế năm 2000, 14 năm trước, nó có những cái vấn đề nó không được minh bạch, thì có thể là sẽ xem xét lại, và lúc đó thì mỗi người được hưởng một suất thừa kế của ba mẹ để lại, và chị và các con chị sẽ được hưởng thừa kế từ chồng, đúng một suất thừa kế bằng 1/6. Thưa quý vị và các bạn, một số câu hỏi như vậy để đưa cho quý vị và các bạn vào những cái trường hợp rất là thực tế. Sáng nay thì tôi tô tiếp một cái vị khách hàng cũng trong một cái tâm thế cũng là buồn. Ba thì chết năm 2000, mẹ thì chết năm 2005, một người quản lý sử dụng di sản. Và bây giờ người đó cũng đang trong tình trạng bệnh nặng. Thì chị em ruột mới lo lắng là không biết ông này ông chết rồi làm sao mà chia. Tôi bảo rằng ngoại trừ trường hợp mà ba mẹ có cái di chúc để lại, còn thì bây giờ mình cứ thử đi. Mình cứ thử trong trường hợp này, nếu không thỏa thuận được thì mình mới khởi kiện tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn trong một cái quan điểm rất thật rằng gia đình là máu chảy ruột mềm. Pháp luật quy định mỗi anh chị em, mỗi người được một suất thừa kế theo quy định của pháp luật. Và nếu không có sự ý chí của ba, của mẹ, của người để lại di sản, thì cái việc chia thừa kế di sản theo mỗi người một suất thừa kế và bằng nhau là phù hợp với đạo đức xã hội và phù hợp với pháp luật. Chương trình Dân ta phải biết luật ta vẫn live stream trên kênh vào lúc 20:15 đến 20:30 hàng ngày. Quý vị và các bạn đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn.